phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh được biết đến là vùng trồng vải lớn nhất tỉnh Quảng Ninh với diện tích hơn 400 ha vải chín sớm. Bão số 3 đã khiến hơn 100 ha vải chín sớm bị gãy đổ. Các hộ dân trồng vải trên địa bàn phường Phương Nam đều khẩn trương thực hiện nhiều biện pháp để cứu cây. Nói chung là gia đình trồng vải để mà những cái cây đã già đến nay thì là từ lúc trồng có loại đã đến 15 tuổi, 10 tuổi lại 6 7 tuổi. Nhưng mà đúng là từ lúc trồng đến nay cũng có nhiều cơn bão, cũng chưa cơn bão nào tàn phá như cái cơn bão này. Bẻ cành rồi là dốc gốc. Đấy là rất là thiệt hại mà cây vải mà để mà trồng lại thì là khi được thu thì nó cũng phải là từ 5 năm trở lên. Thì gia đình bây giờ cũng đang khắc phục là cắt cành và tưới phân bón sinh học để cho kích thích bộ rễ trở lại để cây phát triển nọc. Còn lại những cái cây mà gọi là không ấy nữa thì chúng ta lại phải hướng là có nghĩa là làm giống mới để chiết cành mới để khôi phục lại diện tích. Hiện địa phương đã hướng dẫn các hộ trồng vải các biện pháp kỹ thuật phục hồi sinh trưởng cho cây vải sau bão. Với những cây bị bật gốc, người dân tuyệt đối không được dựng lại cây, đồng thời cắt tỉa toàn bộ cành cây và bổ sung đất vào gốc, nuôi dưỡng rễ phát triển. Công tác hỗ trợ người dân đang được các đơn vị nhanh chóng triển khai. Chúng tôi cũng đã chủ động tham mưu liên hệ với các cục chuyên ngành để báo cáo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn hỗ trợ cái đề xuất hỗ trợ về phân bón, giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật. Đặc biệt ở đây là chúng tôi quan tâm nhiều đến cái hóa chất để xử lý cái đất cũng như cây trồng mà bị ngập úng sau thiệt hại cơn bão số 3 này. Đối với tỉnh Quảng Ninh thì chúng tôi đề xuất là trên 300 tấn giống và 300 tấn phân bón và khoảng độ 20 cái tấn thuốc bảo vệ thực vật. Sau bão Yagi, gần 6.000 hecta lúa, màu, cây ăn quả trên địa bàn tỉnh bị đổ gãy, ngập úng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất, sản lượng và chất lượng nông sản. Tỉnh xác định cần sớm phục hồi sản xuất nông nghiệp, từng bước ổn định đời sống cho người nông dân trong thời gian tới.